Hello anh em Hiện tại Trần Quang đang có mặt tại đường này là cái đường dẫn vào Hồ Văn Tiện Tức là cái đường này là đường lối từ Sân Gôn Hà Nội Và lối từ đường 14 vào Hồ Văn Tiện đây Thì anh em có thể thấy rất là quen thuộc đúng không ạ Ở đây Trần Quang đang có một cái lô đất là 5 900 m Và nó ba mặt đường Đây nó có một cái mặt đường nữa là cũng là một cái đường lớn Nhưng mà đường này thì chưa đủ nhựa hết Đấy anh em thấy không Đường này nó cũng rơi tầm 7 m Và phía bên kia tức là phía bên kia anh em có thể nhìn thấy con đường mòn đường đất kia không? đấy đường đất bên trong đấy không đấy là một con đường nữa như vậy là lô này là lô có ba mặt đường có ba mặt đường anh em nhé và nó có giới hạn từ cái trụ cổng kia trụ cổng ở gốc tre kia cho tới cái cột điện bên đầu này thì áng áng ra cắt dự thì nó rơi vào tầm độ 35 35 mét mặt tiền và chạy dài theo cái địa hình đất là lên thoai thoải theo đồi. Đấy. Hỏi thoại đã theo đổi đây Và ngay bên cạnh cái khu này thì rất là nhiều anh em đã Đã và đang xây dựng các cái công trình Cái khu nhà nghỉ dưỡng thứ hai Ví dụ như cái bức tường anh em có thể nhìn thấy cái bức tường Dài tường thượt phía trước không Đấy cũng là của một đại gia Phía bên đối diện này là cái lô 9540m Cũng là của một đại gia Hà Nội đây <laughs> Nô đất này thì về pháp lý nó mới chỉ có giấy tờ là xác nhận của địa phương thôi. Tức là đất ở đất vườn xác nhận của địa phương thôi anh em nhé. Đấy, xác nhận của xã thôi chứ chưa có sổ đỏ. Và giá bán của lô đất này là 1 triệu 300 nghìn mét anh, anh em nhé. Thời điểm uh, này là thời điểm uh, vào ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Còn nếu mà càng về thời điểm về sau thì giá có thể biến động. Cho nên là nhiều anh em hỏi là trên video thì nói là giá một đằng mà sau khi đến hỏi thì giá một uh, nó điều chỉnh lên một kiểu là là sao thì ví dụ như anh chị em có thể 3 tháng 5 tháng sau hoặc 1 năm sau mới đi hỏi thì giá có thể người ta đã mua đi bán lại lần 2, lần 3 rồi. Thì cũng có thể là giá nó đã điều chỉnh rất là nhiều rồi. Nếu anh chị em nào mà thấy lô này mà phù hợp ấy thì có thể là điện thoại Trần Quang theo số điện thoại là 096 371 1313 nhé. Lô này là về ý kiến chủ quan của cá nhân Trần Quang là rất là đẹp. Ba mặt đường, một mặt đường nhựa, cách sân gôn khoảng hơn trăm mét. Và nó có một cái địa hình dốc Um, thoải thoải tầm 4 5 độ, rất là dễ để thiết kế. Ok anh em nhớ đăng ký và subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh bấm nút chuông thông báo nhé. Có sản phẩm mới thì anh em cập nhật được luôn. Biết đâu lại chốt được uh, vận may đến chốt được liền tay. Ok cảm ơn anh em. Xin chào hẹn gặp lại.